Xin kính chào quý vị khán giả trên kênh của Én Bạc TV. Lúc này là 22 giờ 27 phút ngày 7 tháng 10 năm 2024. Bão vừa mới đi qua thủ đô Hà Nội. Có lẽ tôi là một trong số những người đầu tiên đi ra ngoài đường vào thời điểm này, bởi vì không biết bão có còn quay lại hay không, hoàn lưu mưa gió như thế nào. Và theo quan sát của tôi thì quả thực mà nói là sức tàn phá kinh khủng, cây cối ngã đổ ở hai bên đường rất nhiều, đặc biệt là ở những cái khu công viên có nhiều cây thì các cây cối đổ rạp nhiều lắm. Ở đây là hình ảnh ở ngã tư phố Huế với Hòa Mã, hướng thẳng về trung tâm Hà Nội. Đó là khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm, nhưng mà e rằng không thể đi lên trên đó được. Vì trước khi mà bão đổ bộ vào đây thì tôi cũng đã làm một cái live stream và Én Bạc cũng đã tiếp sóng, thì không đi được vì cây ngã đổ. Và đây mọi người nhìn thấy này, hai bên đường cây đổ rất là nhiều, cho nên là không biết là có đi được hay không. Nhưng mà đi được đến đâu thì hay tới đó. Để ghi lại một số những cái hình ảnh sau khi bão đi qua, gửi tới quý vị khán giả. Biết được tình hình mưa lũ, biết được tình hình bão tại thủ đô Hà Nội như thế nào. Ở thủ đô Hà Nội thì không phải là nơi mà cơn bão đi qua mạnh nhất, nó phải là ở Quảng Ninh, Hải Phòng. Nhưng mà cái sức tàn phá mà bằng trực quan nhìn thấy được, cây cối ngã đổ như thế này, thì mình thấy là cái cơn bão này nó quá mạnh. Thông qua những cái việc mà chúng ta nhìn thấy hình ảnh ở trên đường phố, là có những cái thời điểm là không có một người nào qua lại cả. Do nhận được sự tuyên truyền từ nhiều ngày qua, và đặc biệt là trong những ngày mà bão đổ bộ vào, cận kề bão đổ bộ vào, thì các cơ quan chức năng đã tuyên truyền rất là sát sao, quyết liệt, quan tâm chăm sóc bảo vệ người dân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, các cơ quan chức năng đã làm rất tốt vai trò trách nhiệm của mình, làm giảm thiểu đi tất cả những cái hệ lụy mà do bão gây ra. Đấy, mọi người, cây đổ giữa đường, mù mịt lắm, không nhìn thấy cái gì luôn. Mọi người ta nhìn thấy cây đổ. Nói tóm lại là vai trò của các cơ quan chức năng làm rất là tốt. Người dân đã không một ai đi ra ngoài đường do có sự tuyên truyền của báo chí, rồi của các cơ quan truyền thông. Đặc biệt là tôi thấy nhận được tin nhắn qua Zalo, qua tin nhắn điện thoại cảnh báo người dân, rồi đài truyền hình các cấp đấy, luôn luôn thông tin kịp thời để người dân nắm được bão đi qua đến đâu, hệ quả như thế nào, cách thức phòng chống ra làm sao. Đây, ở đến đây thì tôi đến ngã tư Hàm Long với lại Hàng Bài thì đường đã bị chắn rồi, bị chặn rồi, không đi được. Đường bị chặn không đi được. Và rẽ phải đi sang Hàm Long thì cũng không đi được luôn. Này, xe này có cái xe họ lùi này. Tôi cố tiến lên để mọi người nhìn thấy rồi. Cây cũng đổ. Ôi dồi ôi. Cây cũng đổ như này này. Đấy, mọi người thấy không? Như vậy là kinh khủng luôn này. Rất là kinh khủng. Thì những cái hình ảnh này nó thể hiện rất là rõ nét cái mức độ mà
cơn bão này nó gây ra. Cho nên là nếu mà không có sự tuyên truyền từ xa của không có sự tuyên truyền từ xa từ sớm của các cơ quan chức năng thì không biết hệ lụy đi đến đâu, đặc biệt là thiệt hại về người. Có cái xe khách lớn nó muốn đi vào đây xong nó không đi được, nó phải lùi ra đấy. Bây giờ không có đường nào để đi, tôi đi vào đây thì không khác gì là dừng đấy. Chiếc xe phía trước tôi cũng đấy, cái chiếc xe trắng trắng mọi người nhìn thấy từ xa không, đi vào rồi cũng phải đi ra. Bây giờ nó như kiểu trong rừng mà coi là trong rừng coi như là bị bão ấy, không đi được. Tôi cũng phải quay ra như thế mà chúng ta mới thấy thực sự là kinh khủng. Chỉ nguyên những hình ảnh này thôi thì mọi người đã thấy sức tàn phá nó đến đâu. Đây, phía trước tôi thì cũng bị chắn rồi, thì có nghĩa là tôi phải quay lại. Tức là bây giờ là tôi đây là ngã tư phố Huế với lại Hàm Long nhá, thì không đi được đường nào cả. Bây giờ tôi phải quay lại, mà quay lại như là đi ngược chiều đường như này. Thế nhưng chỉ còn con đường duy nhất để đi mà thôi. Đấy, thì mọi người mới thấy là cái sự tàn phá của nó kinh khủng. Thế mà ở các tỉnh mà cơn bão đi qua mạnh hơn như là Quảng Ninh hay là như là Hải Phòng thì quả thực mà nói là nó sẽ kinh khủng đến cỡ nào, đặc biệt là những cái đảo tiền tiêu như là đảo Cô Tô chẳng hạn. Vài hình ảnh như vậy thôi. Tôi sẽ phải tìm đường để đi về, bởi vì cây cối đổ rạp ra như này mà muốn đi nữa thì cũng không đi được vì cây nó đổ tứ bề. Xin chào tạm biệt quý vị, và ngày mai tôi sẽ làm một cái phóng sự sớm để xem rằng là cái mức độ tàn phá nó đến đâu. Còn bây giờ thì vào ban đêm, vài hình ảnh như vậy để quý vị khán giả trên kênh Én Bạc biết được thông tin bão đã đi qua Hà Nội để lại sức tàn phá rất ghê gớm. Và một lần nữa xin nói lời cảm ơn tới những lực lượng chức năng đã quan tâm tuyên truyền rồi ứng trực canh cho dân vui chơi, thức cho dân ngủ ngon. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại.